Hôm nay chồng mình muốn ăn xài xài dầm nước mắm. Ở đây mình có hai trái xài, ăn xài dầm nước mắm với lại cá chiên. Đây nước mắm mình làm sẵn, có tỏi, ớt, với củ hành tím, có quậy sẵn nước mắm nè. Tím mình sẽ bào xài, mình sẽ bào xài, gọt xài, băm xài xong bỏ vô chọn với nước mắm. Cá đây mình có cá nó bị đông đá, mình đang gả đông. Cá lưỡi trâu, cá lưỡi trâu chiên ăn với nước mắm xào. Ở đây có mấy cá mè dinh, nhưng có cá mè dinh nó cũng bị đông đá này. Mình cũng ngon rồi, để gã đông. Đây cá mè dinh mình để ra chiên còn nó mắm xào. Cá mè dinh, cá lưỡi trâu, đây xài lúc nãy bây giờ mình đã bào bào mỏng ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ sắc nhuyễn lại, mình sẽ sắc cho nó nhuyễn lại xong rồi bỏ vô nước mắm. Đây bây giờ mình sắc nó sẽ nhuyễn như vậy, mình sắc nhuyễn như vậy rồi đậy để chút đổ vô nước mắm chậm thì mình chuẩn. Giờ mình sẽ chọn nước mắm mình đã quậy trước nãy, chọn như với xài. Vậy là mình chọn lên là ăn được. Chọn nước mắm ăn với cá chiên, ai chưa ăn cơm thì mà dùng cơm với gia đình mình nha. Cá chiên ăn với nước mắm sơ sài. Chúc cả nhà ngon miệng với gia đình mình nha. Xin mời cả nhà mình thử miếng nó có vừa ăn chưa. Rồi cay, hơi cay, không biết con mình có ăn được không. Rất là ngon. Mình bắt đầu chiên cánh. Chiên cá xong rồi, ăn cơm thôi, ngon quá trời luôn. Mày cả nhà ăn cơm, cha ăn cơm với gia đình mình nha.
chúc cả nhà ngon miệng buổi tối.